Ok, chào các bạn đến với video tiếp theo của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái sức điện. Thì mình sẽ sử dụng những cái lo cũ của mình nha các bạn. Mình sẽ làm một cái sức điện mà mình bo công suất của nó, mình sẽ sử dụng bằng công suất của âm ly nha. Và đây là hai cái lo bát 20 này, bát 20 cũ của mình từ đôi nha. Thì mình sẽ làm chế một lo sub thử xem coi nó đánh có như thế nào nha. Mời các bạn đón xem cái video của mình nha.
Thằng âm ly này vào nha. Ok, và hiện tại thì mình đã làm xong hết các bạn. Thì mạch thì mình cũng đã làm xong rồi. Giờ chỉ cần ráp thôi này, cái mạch nó như thế này đây. Bây giờ mình sẽ ráp vào cho các bạn xem nha. Mình lại quay lại gần cho các bạn xem nha. Đây toàn bộ phần của âm ly thì mình đã lắp vào đây hết nha. Và mặt sau của nó là như thế này. Đi công tắc và như thế này thôi, volume đồ. Giờ mình sẽ lắp vào nha. Bên trong thì mình cũng đã đóng xốp luôn rồi. Mình sẽ cho các bạn xem cái mặt lò. Và phần trước của mình cũng đã làm lưới rồi. Okay.